Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Buổi sáng hôm nay ở hủ tiếu Hồng Bông phát hiện cậu chủ Biêu nè, mê anh nè cả nhà, coi ảnh nè, anh thấy anh cả anh mừng nè. Đây Biêu Biêu Biêu. anh kêu kìa, nó mê anh lắm, nó thấy anh nó thích lắm. Một con vịt sẽ ra hai cái cánh, nó kêu dằn chắp 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 chạp chạp chạp. Gặp hồ nước nó bị bà bị bõm, lúc lên bờ vẫy cái cánh. Đây nó sơn chùi chùi cái nước miếng chảy ke tùm lum mà. Thèm cái gì không biết nữa. Một con vịt xè giá hai cái cánh. Mọi người coi kìa cả nhà. Mỗi lần em hát cái bài này là anh dậm dậm cái giò, anh quẩy 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 nhìn thấy cưng á. Hát lại nha. Một con vịt xè giá hai cái cánh. Đây cả nhà. Buổi sáng tại hủ tiếu Hồng Bông ha. Mấy anh chị đến ủng hộ. Hôm nay là cuối tuần rồi cả nhà. Đến gặp cậu chủ Bill rồi thấy vui. Dì Hoàng đang làm những cái đơn ship code. Cả nhà, cậu chủ của em lớn rồi, biết nhiều trò lắm, làm nhiều trò lắm, thấy thương ảnh. Trời ơi, xỉn hả? Nhậu xỉn hả gì? Nè, một con vịt sẽ giá hai cái cánh, nó chiêu dặn chép chép chép, chặt chặt chặt. Hình như bữa nay ảnh phái cái bài này. Từ từ đi nè, đi gì đâu mà cắm đầu cắm cổ. Biêu ơi, Biêu ơi, Biêu à, Biêu ơi. Ông à, ông có nhà không? Ông đâu rồi? Ông có nhà không con? Nhà ông ở đâu? Ông bữa con giục chìa khóa đâu rồi? Hỏi kêu ông. Ở đó đó là có ông ở trong. Kêu ông đi con. Đó. Ông với Biêu có một cái ngôn ngữ riêng cả nhà. Trời ơi leo lên luôn. Trời ơi, kêu cửa ông luôn. Quá dữ rồi. Trời ơi ý bà. Vô không? Con vô không? Rồi nó ngóng vô nó kiếm ông á. Ông ở trong rồi, ông mắc làm công chuyện rồi. Coi chừng nha, tôi đến sinh sợ quá à, sợ Biêu quá. Đó, sáng ngày nó kiếm ông nha mọi người. Bà vẫn vô kìa. Không chịu hả, sao vậy? Kiếm ông không vô, bà cố lại kìa. Chết rồi, bà cố tới rồi. Lự leo lên luôn á chị. Hỏi ông đâu cái nó biết. Nó chạy nó kêu. Dạ. Một con vịt sẽ ra hai cái cánh. Hát cái bài này là nhỉ. Nó chiêu dặn chắp 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 chạp chạp chạp. Chạp hồ nước nó bị bà bì bõm, lúc lên bờ vẫy cái cánh cho khô. Đó con vịt vẫy cánh nha mọi người. Quá trời vẫy cánh rồi. Đi kiếm chị Lucy đi. Biêu. Chị Lucy ở đâu vậy? Đó đi. Trời ơi, nhiều lúc hồi hộp với con Biêu thiệt đó cả nhà. Thôi, không có chị Lucy đây đâu. Đi. Đi lại kiếm Lucy nè. Nó sợ. Nó sợ, nó sợ. Thôi 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 thôi, chú giỡn mà, chú giỡn, chú giỡn, chú giỡn. Chú giỡn, chú giỡn. Biêu ơi. Biêu. Biêu ơi, Biêu ơi, anh kìa. Đó lại, kiếm đó lại. Còn nó nhìn anh nè. Anh kia đâu rồi, anh phá anh kia kìa. Hôm nay là anh khoái cái bài một con vịt á. Anh khoái lắm, mỗi lần hát là anh nhúng. Ê, thôi, ê, ê, ê. Một, hai, ba, ta là cha của mày. Nó kiếm Lucy. Thôi, 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 thôi. Thôi, để vô, Lucy, Lucy la kìa, Lucy la kìa. Lucy không chịu, Lucy không có chịu. Thôi, thôi, đừng. Thôi mà đi về đi, Lucy la, Lucy không chịu. Bữa nay Lucy không có chịu. Nghe cấu cái gì vậy? Đòi lên cái xích đu. Rồi với anh đi. Anh dịnh em đi anh. Anh tên gì vậy? Con tên gì? Linh. Linh hả? Linh hả? Linh. Linh. Ờ, à, anh Linh. Em là Biêu. Em là Biêu. Trời anh cười anh đưa. Té thấy bà nè bây giờ nè. Ở đó. Cười. Một con vịt xè ra hai cái cánh, nó kêu rần cáp 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 cáp. Gặp hồ nước nó bị bà bị bõm, lúc lên bờ với cái cánh cho hô. Nhọc hả? Cô đang xin làm Biêu nhọc quá à. Đổ. Đổ mồ hôi. Dạ. Đây, anh Linh nè, Biêu nó mê lắm cả nhà. Nó mê mấy bé mà lớn lớn hơn xíu, thấy mấy anh á, phái đi chơi chung. Xe của bà đó. Trời ơi. Đè một cái nhẹp luôn. Biêu ơi. Biêu ơi,
nè, hôn nó xin cái coi, hôn cái đi. Ừ. Hôn không? Không hôn phải không? Nhớ nha. Thì gặp phát hiện ra ba rồi. Mừng quá. Trời ơi trời. Ba đi. Ba ẩm nè, ba chở đi chơi rồi. Dạo này anh làm nhiều cái mắc cười quá. Một con vịt xè da hơi cây cánh, nó chiêu dặn chấp 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 chập chập chập. Mỗi lần hát cái bài này nhúng 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 nhúng. Chạy theo, dí theo ba lẹ lên. Ông bỏ rồi kìa. Dí theo, dí theo. Không chèo ha. Trời, bữa nay từ chối tình cảm của ba là hiểu rồi đó. Mọi bữa đu lắm. Mọi bữa đu lắm, bữa nay từ chối nè. Mày thấy không, ngửa cửa mày. Nó chạy. Ai vậy, ông đâu? Kêu ông đi. Ê. Ê. Kêu ông đi Biêu. Chẳng kêu ông kêu. Ủa, kêu anh chạy xe đạp bỏ rồi. Kêu anh ơi. Coi đứng cái giọng cái giò kìa. Anh ơi. Kêu anh ơi đi. Biêu. Anh ơi. Anh ơi. Lớn đi, mốt Biêu lớn đi cái là có chiếc xe vậy chạy đã lắm luôn. Nha, nha, nha. Rồi, chạy kèo quá trời nè. Nhà ở sáng, buổi sáng hủ tiếu bùm bùm nha. Cô chú đến ủng hộ rất là đông. Hôm nay là cuối tuần hả nha. Rất là đông luôn. Và em cũng mới qua tí xíu mọi người, cũng cập nhật tình hình buôn bán của Bùm Bùm, chia sẻ của chú anh chị mình ha. Rồi, có một chiếc ô tô vô ở nhà ơi, phải dời xe tí xíu. Ở đây sáng đến với em cũng có chị Dung. Chị Dung bữa nay cũng đến sớm, chỉ ăn trước em luôn mọi người. Trời, cả nhà có nghe tiếng cậu chủ Biêu không cả nhà? Ái ái đằng kia kìa. Ai chị này cũng tới hủ tiếu. Bữa nay cái xe mùa xuân tới cả nhà. Cô chở mùa xuân. Đây, một anh shipper tới lấy hàng luôn. Sáng nhiều anh shipper tới lấy hàng rất là nhiều mọi người. Cậu chủ với ba qua sớm, còn mẹ like á, hình như tối like đó nha, nên là qua trễ một xíu. Một buổi sáng rất là bình yên ha mọi người. Thì Nát Sơn cũng chia sẻ thông tin vui của chú anh chị là MV Con Nhớ Ba của Hồng Loan hiện tại đã lọt top 8 thịnh hành rồi cả nhà ơi, rất là vui luôn cả nhà. Và hiện tại là hơn 700.000 view rồi cô chú anh chị ơi, và em tin rằng với sự yêu thương như thế này thì video của Hồng Loan sẽ cán mốc triệu view trong ngày mai thôi cả nhà. Cô chú anh chị mình cũng chia sẻ là chỉ cần mà khi MV của Hồng Loan lên top 5 thôi là cô chú anh chị cũng rất là vui rồi. Tại vì top 5 là số năm huyền thoại, số năm may mắn của Hồng Loan. Quá trời sự yêu thương luôn. Ai cũng chia sẻ là cài view cho Hồng Loan rất là nhiều. Đó là cài view từ sự yêu thương chân thành đó nha. Tại vì Hồng Loan hát thật bằng cảm xúc thật của một người con nhớ ba. Cho nên là cô chú anh chị ủng hộ rất là nhiều luôn. Và sắp tới Hồng Loan sẽ chuẩn bị ra mắt thêm một cái MV thứ hai, đó là bài hát Tuổi Phận Đời Con nha. Sẽ được phát hành ở trên kênh YouTube Vũ Linh Family nha cả nhà. Và khi nào phát hành, quay và phát hành thì cô chú anh chị mình đăng ký kênh Vũ Linh Family nếu mình chưa đăng ký nha. Mình đăng ký để mình bật cái chuông á, cái chuông màu đen để mình nhận thông báo khi mà Hồng Loan có MV hoặc là có video mới nha cả nhà. Thì cái show ngày 29 tháng 11 tại Thâm Khúc Phi của bầu show Huy Lê 386 Lê Trọng Tấn thì vẫn đang bán vé nha cả nhà ơi, 250 một vé, bao gồm một phần nước luôn. Thì ngày show đó sẽ có
chú Ngân Tuấn nè, anh Dũng Nhí, anh Linh Tý, nhóm Nhật Nguyệt, ca sĩ Phương Di Thành, ca sĩ Nguyễn Kha và một số khách mời vô cùng đặc biệt luôn. Bảo đảm sẽ rất là vui nha cả nhà. Nếu mà cô chú anh chị mình, ai mình có điều kiện mình đến xem thì mình ủng hộ cho mấy anh chị, mình cổ vũ tinh thần cho cô mấy anh chị nha cả nhà. Bao vui nha mọi người ơi. 250 mà bao gồm luôn một phần nước thì rất là ok nha cả nhà. Rồi Nắng Xuân cập nhật tí xíu thông tin buổi sáng. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của em nha. Yêu thương cho em xin một like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký kênh nha cả nhà. Nắng Xuân chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Và cũng không quên chúc cô chú anh chị một ngày cuối tuần nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình nha.